Lan rừng Quân Phương xin kính chào các bác, cô chú, anh chị em đam mê hoa lan trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là ngày thứ 5, mùng 6 tháng 10 năm 2022. Em có lên video chia sẻ đến các bác một số cái đơn phan trí em vừa mới tách, và hai đơn quỳnh hương em cũng mới vừa tách hôm qua. Thì hôm nay em sẽ lên video để tiện cho các bác theo dõi video. Thì nhà em cũng hay like trực tiếp, nhưng mà lại có những bác khách hàng là xem qua tivi nên là không comment trực tiếp để chốt, hoặc là không gọi điện kịp. Thế là em sẽ lên cái video trước khi like để các bác ưu tiên các bác trước, ưu tiên các bác xem qua truyền hình, các bác tiện là theo dõi và xem. Nếu mà đơn hàng mà ưng ý với bác thì các bác có thể chốt đơn ủng hộ lan rừng Quân Phương. Thì hôm nay là phiên buổi sáng ngày mùng 6. Lời đầu tiên em cũng xin kính chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ, hiệu quả và tràn đầy năng lượng. Để không làm mất thời gian của các bác, em đi chi tiết vào từng đơn luôn. Đơn đầu tiên của Phan Trí, em đi từ đơn bé đến đơn lớn nhé. Đơn Phan Trí này thì bản lá được 4 cm 8, 4 cm 8 các bác, hết mắt ngoài, hết mắt ngoài. Cây thì tương đối là sạch đẹp. Đấy, có một chút cái lỗi này thì nó lâu rồi, không phải mới phát sinh. Đấy, lá thì có một chút lỗi này, không ảnh hưởng gì lắm. Và một chút cái gập này, gập này thì cũng gập cũ. Đấy, gặp cũ. Đấy, mặt sau đây các bác này, rất là sạch nhé. Mặt sau mặt trước rất là sạch đẹp, có một chút lỗi như thế này. Đơn đầu tiên em chia sẻ đến các bác là 1.800.000. 1.800.000 cho đơn phân trí đầu tiên. Các bác về khai thác các mắt bên trong, mắt đang sưng rồi. Các bác chỉ cần khoét nách một chút là ủ vỏ lạc là mắt nó bật lên ngay. Đơn phan trí số 2 thì bản lá được 5 cm 1 và có một mầm. Bản lá được 5 cm 1 và có một mầm. Cây rất là đanh và đẹp các bác nhé. Đây, em quay từ từ cho các bác xem. Cây rất là đanh và đẹp, 5 cm 1 và có một mầm đấy ạ. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.850.000. Đơn hàng là nhà em bao ship các bác nhé. Đấy, đơn hàng hoa lan nhà em bao ship. Đây là cái vết bẩn đấy các bác ạ. Đấy, cây rất đanh và đẹp. Cái đơn phan trí em vừa tách ra đẹp trộn tác phẩm. 2.850.000 cho đơn số 2. Đơn phan trí số 3, bản lá được 5 cm 5. Bản lá được 5 cm 5. Bên này thì cũng hết mắt ngoài rồi, nách bên này thì nó ra hoa. Đấy, còn bên này thì để nó đẻ ra một thân thì em tách thân tơ ra rồi. Bản lá được 5 cm 5. Phan trí láng. Đấy, nhà em sẽ bảo hành chuẩn phan trí láng, chuẩn cây, chuẩn hoa cho các bác. Đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.300.000. Đơn phan trí số 3, bản lá được 5 cm 5. Đấy, một đơn này cũng rất là đẹp này. Dòng phan trí thì lá bao giờ nó cũng hơi vặn như thế này các bác nhé. Một phần là do ánh nắng nữa, còn bình thường là nó sẽ cứ vặn vặn như thế này. Đơn phan trí số 4, đơn này thì bản lá được 5 cm 1. Bên này thì một cúng hoa, bên này một cuống hoa và có một mầm này. Đấy, một mắt gốc đang còn một mắt ngoài. Bản lá được 5 cm 1, cây sạch đẹp. Cái vết trắng trắng này là em tách để vôi, em bôi vào nó dính vào nha các bác nha. Đấy, vết trắng trắng này là vôi đấy. Cây rất là đanh đẹp, côn cây. Bản lá được 5 cm 1 và có một mầm, nó đang còn mắt ngoài. Cái nách trong này thì ra hoa, mầm phía dưới cũng hoa.
Thì đơn này em chia sẻ đến các bác là 2.750.000, đơn phan trí số 4. Đơn phan trí số 4. À, đơn phan trí số 5. Nó là một thân tơ tít. Bán lá được 5 cm 5. Bán lá được 5 cm 5, có một măng. Một măng cao khoảng 10 cm và có một mầm. Đấy. Măng cao khoảng 10 cm và có một mầm. Cây thì cái lỗi này là do cái lưới. Trước là bỏ cái lưới vào để cố định cây. Nên là khi rút ra là nó bị ảnh hưởng đến cái lá non này này. Và một chút lỗi này. Đơn này thì em chia sẻ đến các bác là 4.600.000. Tổng thể thì không vấn đề gì, không ảnh hưởng đến gì đến cái sự phát triển của cây mà cũng không bị ảnh hưởng đến cái thẩm mỹ lắm các bác nhé. Một thân tơ tít, bản lá được 5 cm 5, một măng và một mầm. $4.600.000, đơn hàng đã bao gồm phí ship. Tiếp theo em sang cái, à em có một đơn phân chín này này. Đơn phan chín này các bác nào mà thích nhiều thân mà giá êm thì em có đơn này. Đơn này em đang có một đơn 3 thân, một mẹ 2 con. Con này lá được, em không nhớ, không nhầm là được 4 cm 3. Còn con này là 4 cm 7, 4 cm 8, gần 5 cm. Con này thì được 3 cm 8, 3 cm 9. Con mẹ 38, 39. Có một chút lỗi này. Là đang có một mầm to này. Mầm to bên này cũng đang có một mầm sưng. Đơn này thì em chia sẻ đến các bác là 7.900.000. Thôi đơn phan trí 3 thân này. Đấy, nếu các bác mà nhận được chậu thì chịu phí ship em gửi xe cho. Còn không ở xa thì em sẽ bốc chậu em gửi cho các bác. 3 thân phan trí bình quân có 2.600.000, chưa đến 2.650.000 một thân. Rất là đẹp, côn lùn. Cây rất là đẹp. Đấy, các bác mà ưng thì có thể kết nối đến số 0868 357 345. Em sẽ quay video gửi Zalo cho các bác được xem rõ nét hơn. Cái mà tiếp theo em giới thiệu đến các bác đó là Quỳnh Hương. Quỳnh Hương kiếm thì em còn 2 đơn. Một thân 2 măng thế sừng trâu, măng cao trên 30, và măng này là tầm 25. Con này bản lá thì được 4 cm 2. Bản lá 4 cm 2. Đấy, thì em có buổi sáng thì em có bớt cho các bác 50k chút ít lọc lá. Giờ em chia sẻ đến các bác là 2.850.000 Quỳnh Hương kiếm. Đấy, thì các bác có thể kết nối Zalo, em sẽ gửi cái video cái cây mà nó nở tại chợ rồi em tách. Đấy. Còn các bác có thể để ý một cái buổi live ngày hôm qua, sáng qua hay sáng kia đấy, nhà em có quay cái chậu này, trong chậu đỏ có video chuẩn chỉnh. Đơn Quỳnh Hương số 2. Đấy, em nhắc lại đơn này là 2.900.000 các bác nhá. Một thân 2 măng xế sừng trồng, bản lá được 4 cm 2, cây sạch đẹp. Măng đang đi rất đẹp. Đơn Quỳnh Hương số 2 thì bản lá được 4 cm 5, cũng một thân 2 măng. 2 măng này thì lớn đều, cao tầm trên 30. Trên 30 đấy, 2 măng rất là đẹp. Bẹ này đang xuống rồi này. Đơn Quỳnh Hương số 2 này em chia sẻ đến các bác là 3.200.000. Đơn hàng là nhà em sẽ bao ship. Em lên 2 đơn Quỳnh Hương. Một đơn 2.900.000 và một đơn 3.200.000. Các bác theo dõi video nếu mà ưng ý thì ủng hộ Lam Rừng Quân Phương. Cái mặt hàng tiếp theo em chia sẻ đến các bác đó là phân bón dành cho hoa lan. Cái loại phân bón đầu tiên đó là phân xanh của Mỹ. Đấy, các bác lấy 1kg là 230.000. Các bác có thể lấy cùng với phân sừng quế thì nhà em sẽ bao ship, còn lấy một mình cái loại này thì các bác phải chịu phí ship. Đấy. Phân tan chậm quả đài, phân chỉ đấy. Cái này thì 130.000 một kg.
Đây em bán cả 0,5 kg là 65.000. Tiếp theo đó là cái phân cá hồi Na Uy. Cái phân cá hồi Na Uy thì thường thường là khi bón thúc, đấy khi có cái măng mà nó bắt đầu ra rễ này. Có thể cao tầm này nhưng mà bắt đầu có rễ là các bác bón được rồi. Bón thúc nó cây nó phát triển rất là đẹp, nhanh đẹp. Cái này thì em cũng sẽ bán bằng cái phân chuồn quế, viên nén phân chuồn quế là 100.000 cho 3 kg. Đấy, đơn hàng đã bao gồm phí ship. Phân chuồn quế cũng 100.000 cho 3 kg. Đơn hàng đã bao gồm phí ship. Và đây nữa là cái phân tan chậm của Nhật. Phân trắng. Cái này gói túi này là 600g. Đấy, em hay gọi là 6 lạng đấy. Cái này có đơn giá là 160.000 cho một túi này. Thì hôm nay em có lên cái video chia sẻ đến các bác một số cái mặt hàng. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi video của Lan Rừng Quân Phương. Thì các bác hãy cho em xin một like. Các bác mà khách mới ghé qua kênh, hoặc là những bác đã xem video mà chưa đăng ký thì ủng hộ em, cho em xin một nút đăng ký kênh. Em rất cảm ơn các bác đã theo dõi video. Em xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.